Đấy, đây là đĩa thịt ba chỉ quay nhá, mình vừa vì làm xong. Đấy, ăn kèm với dưa chua rất là ngon. Thì để làm được cái đĩa ba chỉ quay như hèo thì các bạn xem video nhé. Đấy, mình ăn thử mình đang xem như hèo giòn tan các bạn ạ. Đấy. Không có mích mà cắn giòn tan luôn. Để làm được cái ba chỉ quay giòn bì này thì mình phải chọn những miếng ba chỉ mà nó liền bì như này nhá. Đấy, nong bì thì quay nên nó thái ra rồi không ngon. Đây thì mình có một miếng tám lạng thì nó dài như này thì mình cắt đôi để mình luộc cho nó dễ thôi. Đấy. Mình sẽ cho thịt vào mình luộc nhá. Mình luộc thịt đến lúc mà chín tới, như mình luộc thịt bình thường thôi là được. Trong khi mình đợi cái thịt luộc chín thì mình sẽ cho khoảng 20g muối vào chậu và 100ml giấm. Mình sẽ hòa tan cái muối này. Giấm với muối thì mình vừa pha thì mình sẽ ngâm vào bì để cho nó giòn bì. Còn cái hành này thì mình sẽ tẩm ướp vào trên mặt thịt nhá cho nó thơm. Mình sẽ cho một chút ngũ vị hương vào đây, một chút xíu nữa các bạn nhé, 1/3, 1/4 thìa cà phê thôi và 1 thìa hành nêm, 1/2 thìa mì chính và một chút xíu nước mắm khoảng độ 1/4 thìa cà phê, ít thôi các bạn, không có nó mặn. Và một chút dầu hào. Có ít thịt nên mỗi thứ mình cho một chút xíu thôi. Trộn đều lên. Các bạn có thể thịt xong vớt ra các bạn cho luôn trực tiếp vào thịt cũng được. Nhưng mà mình trong khi đợi thịt ấy thì mình muốn làm cái này trước cho nó nhanh, đến lúc mình chỉ phết cái này vào là xong. Sau khi mình luộc thịt được 25 phút thì mình vớt ra nhé. 25 hay 30 phút thì tùy thuộc vào miếng thịt các bạn nhé. Nếu như mà miếng thịt của mình mà nó to, bản to mình để cả một tảng to ấy, thì mình phải luộc 30 phút, 35 phút. Nhưng mà đây mình thái nhỏ, cắt miếng nhỏ này thì mình chỉ luộc tầm 20-25 phút là được. Mình sẽ dùng cái dĩa này để mình xăm bì. Các bạn có dĩa các bạn có thể dùng dĩa, không thì các bạn có thể dùng cái đũa bỏ các bạn vắt nhọn, hoặc các bạn có dùng các cái xiên thịt ấy bằng gỗ ấy, các bạn xăm bì cũng được. Bạn nào mà chuyên bán cái này thì các bạn có thể mua cái xăm bì người ta sản xuất, có cái xăm bì riêng. Trường hợp mà mình các bạn vớt ra mà các bạn xăm được bì luôn thì các bạn xăm, các bạn mà không xăm được luôn ấy thì các bạn phải ngâm vào nước nhé. Đấy, không có thì cái bì này của mình ấy nó sẽ bị bịt cái lỗ chân lông vào, nó co vào thì khi các bạn quay ấy, thì nó sẽ không nổ, không giòn được bì nhá. Bì xăm thì các bạn xăm kỹ kỹ một chút nhá. Vừa vì vớt ra nóng quá. Đấy, trường hợp mà các bạn không muốn xăm nóng thì nó khó ấy, thì các bạn có thể ngâm vào nước. Đấy, xong các bạn xăm dần. Nhưng mà mình có luộc 2 miếng thì mình hơi nóng một tí chút, mình xăm cho xong luôn đây. Sau khi xăm xong cái thì mình sẽ thả vào cái nước giấm với muối mà mình đã pha đấy nhá. Các bạn pha làm sao để thả vào mà nó ngập được cái phần bì này nhá. Nó phải chạm được cái phần bì nhá. Còn thịt này không quan trọng, còn thịt này mình tứa mình tẩm ướp một chút gia vị lên là được. Mình sẽ khứa một đường ở đây, mình khứa lông thôi các bạn nhé. Đấy, để mình cho cái gia vị mình tẩm ướp vào đây thì miếng thịt của mình nó sẽ thơm ngon hơn.
Còn cái phần này mà các bạn mà không thích tẩm ướp gia vị cũng được, thì các bạn cho cái phần mặt thịt này qua cái phần nước giấm với muối là được. Đấy, nhúng qua thôi chứ không phải ngâm. Cho hết gia vị mà mình lúc nãy mình giới thiệu đấy, mình tẩm ướp vào đây. Thì cái phần gia vị này các bạn không để chạm vào cái phần bì nhé. Để chạm vào phần bì thì nó hay sẽ bị đen bì, nó xấu, nó nhôm nhem. Đấy, các bạn chỉ tẩm ướp cái phần thịt thôi. Mình sẽ để một 5-10 phút để cho cái gia vị mình tẩm ướp vào nó ngấm. Sau đó thì trước khi mình quay thì mình sẽ gạt bỏ hết cái gia vị này ra nhé. Đấy, gạt bỏ hết cái hành này ra. Không có là mình chiên ý, thì màu nó nhôm nhem, nó xấu, nó cháy. Đấy, trước khi mình cho vào mình quay thì mình sẽ gạt bỏ bớt cái hành nhé. Đấy, bỏ cái hành đi cho khỏi cháy. Khi thả vào chảo thì các bạn không để cái phần bì này xuống tiếp xúc với đáy chảo nhé. Để cái bì mà tiếp xúc với đáy chảo thì nó bị dính luôn. Đấy, mình sẽ để nằm như này. Đầu tiên thì các bạn như mình nói là còn thịt vào thì mình không để cái bì sát xuống mặt chảo nhé. Để xuống mặt chảo thì nó sẽ bị chạm vào mặt chảo, nó sẽ sát, nó dính vào mặt chảo, nó sẽ hỏng mất. Đấy, mình sẽ để miếng thịt nằm như thế này. Đấy, cái bì nằm nghiêng như này. Sau đó mình chiên nhỏ lửa, mình chiên vào khoảng tầm 3 phút thôi. Sau đó mình lại lật mặt đi, mặt kia mình cũng để như thế nhé. Đấy, thì sau 3 phút thôi thì cái thịt mình nó hơi vàng vàng rồi, mình sẽ lật mặt. Sau khi mặt này của mình được khoảng 3-4 phút nữa rồi, mình sẽ lật khi cái bì của mình mà nó hơi xe xe rồi thì mình sẽ lật ngửa này được nhé. Sau khi mà các bạn mà thấy cái miếng thịt của mình ấy, cái phần bì các bạn kiểm tra bì nhé, thấy nó hơi có vẻ hơi lổ lổ thế này, hơi lốm đốm lổ một tí, thì các bạn sẽ tăng nhiệt lên. Đấy, để tăng nhiệt lên cho khỏi bị cháy thì mình cho vào đây. Còn các bạn không có cái vợt thì các bạn có thể để lên một cái gì cũng được, hoặc là các bạn vừa tăng nhiệt các bạn vừa chỉnh cái vừa lật lật qua lật lại để cho nó khỏi cháy. Đấy, bây giờ mình để như thế này, mình sẽ mục đích của mình là mình chỉ để cho nó tiếp giáp cái bì xuống thôi, nó khỏi khô phần thịt, mình sẽ tăng nhiệt lên nhé. Đây là mình tăng nhiệt, mục đích là để cho kích nhiệt đấy, kích nhiệt để cho nổ cái bì. Các bạn có thể nhấc lên cho dầu già các bạn thả xuống được, hoặc các bạn dội lấy dầu già các bạn dội vào cái phần bì cũng được. Đấy, các bạn thấy bì đang nổ này. Nếu mà mình mà dội bì thì mình nhìn cái bì đấy, các bạn nhìn này, nhìn nhá, đấy, đây gần này, đấy, cái bì của mình đang nổ này. Tiếp thêm một tí nữa cho nổ thêm này. Đấy, mình sẽ dội lên để cho các bạn xem nhé. Đấy, dội cái phần bì này. Đấy, đấy, dội như này thì các bạn nhìn thấy này. Đấy, nó sẽ giòn nhé. Mình sẽ giòn cái phần bì này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó nổ nổ chưa? Đây, mình rội để cho các bạn nhìn thấy thôi. Còn các bạn có thể để nguyên cái mặt này xuống, không cần rội cũng được. Rội thế này thì nó hơi mỏi tay. Đấy, đảm bảo là cái bì này của mình là giòn tan luôn. Đấy, càng rội thì nó càng nồm đốm, nó nổ nổ cốm đấy, nổ cốm nhá. Mình sẽ rội cho các bạn xem thôi, nhưng mà mình sẽ để xuống cho nhanh, không cần phải rội làm gì cho nó mỏi tay ra.
Đấy, đấy, bây giờ mình cho các bạn đặt cho các bạn xem này. Giòn tan luôn. Đấy, nhìn cái bì sướng không? Đấy. Nhìn ở trong không nét lắm nhỉ. Đấy, cái bì này. Đấy, giòn tan. Đấy, tầm này của mình là được rồi này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy nổ cốm không? Đấy, rất là đẹp. Như này là được rồi nhé, là giòn rồi nhé. Đấy, các bạn nhìn miếng thịt của mình này. Đấy, giòn tan luôn. Đấy, nghe tiếng thịt giòn tan sướng không? Sẵn cái mà lúc mình xẻ ra để mình tẩm ướp ấy, thì mình sẽ cắt đôi cái phần đấy luôn. Đấy. Úi dồi, giòn tan luôn. Tan luôn. À, giới thiệu các bạn là mình đang bán cả con dao này nhá. Mình bán dao có dao chặt này, dao thái này, dao lọc này, dao thái bản nhỏ này. Đấy, đây là con dao thái của mình nhá. Đấy, đây là con dao dao chặt này. Con dao này của mình chuyên chặt gà, chặt vịt. Đấy, đây là con dao thái. Mình dùng 1 năm rồi nhưng mà dao vẫn còn nguyên vẹn này. Đấy, rất là sắc nhá. Và có con dao lọc nữa, dao bầu nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ xếp vào đây. Cái phần mà trắng thì mình sẽ dùng dưới nhá. Mình úp xuống dưới. Đây này, cái phần trắng này ở trong mình sẽ úp xuống dưới. Và cái phần vàng này mình sẽ úp lên trên. Giòn tan luôn. Như bim bim. Cái thịt ba chỉ này ấy, thì mình ăn kèm với cái dưa chua hoặc hành muối nhá, thì rất là tuyệt vời. Thì cảm ơn các bạn đã dõi video của Hùng Tấn nhá, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Đấy, thế là bây giờ mình mang thịt đi ăn cơm rất là ngon. Cái này mà có cốc bia cốc rượu thì tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã dõi video của mình nhá, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.